Thị Loan, trẫm cho gọi ngươi đến đây ở trước mặt trẫm và Đức Thái Hoàng. Hãy nói cho thật rõ ràng tất cả mọi chuyện. Ngày hôm đó, ngoài bà Nguyên Cơ ra, trong Thượng Thiện Giám còn có những ai? Bẩm Thánh Thượng, hôm đó chỉ có bà Nguyên Cơ và những người làm trong bếp như chúng tôi thôi. Lúc bà Nguyên Cơ nấu chè, người vẫn đứng sát bên cạnh hả? Thưa phải, nên tôi mới nghe được bà ấy nói là... Bà ấy nói cái gì? Nhà ngươi có tận mắt nhìn thấy bà Nguyên Cơ bỏ độc vào trong chén chè hay không? Chẳng phải là sau khi bà Nguyên Cơ múc chè ra chén xong là đưa ngay chén chè đó cho nhà ngươi hay sao? Bẩm Thánh Thượng, lúc đó đông người nhiều việc nên tôi chỉ đứng nhìn một lúc. Vả lại bà Nguyên Cơ muốn đích thân bày biện mọi thứ nên chúng tôi không dám quấy rầy. Nói bậy, lúc đó đã quá bữa trưa, bữa chiều thì còn lâu mới đến. Hơn nữa, chẳng phải lúc nãy cô đã nói trong bếp không có ai khác sao? Người của các cung các viện không đến tìm thì Thượng Diện Giám bận những gì mà không thể trông nom thứ dâng lên cho các ông hoàng bà chúa? Là các ngươi làm biến hay là có mưu mô gì? Bẩm ngài, oan cho tôi quá. Không phải tôi. Ta đã cho hỏi các mụ bếp, có mụ sẵn sàng làm chứng rằng chính bà Nguyên Cơ sau khi múc chè ra chén xong là giao ngay chén chè đó cho nhà ngươi. Nhưng ngươi thì lại dùng xảo ngôn để cho Đức Thái Hoàng đây nghi ngờ Nguyên Cơ của trẫm. Tôi chỉ nói những gì mình mắt thấy tai nghe, chứ không có ý làm lung lạc Đức Thái Hoàng. Thị Loan, giỏi lắm. Ai? Ai đã sai nhà ngươi làm việc này? Hay bản thân nhà ngươi là người đã hạ thủ?